lễ hội dân gian của người Khmer là nét đặc sắc rất riêng biệt, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến để chung vui ngày hội về. Và lễ hội Ốc Om Bóc là lễ hội lớn nhất được chờ đợi nhiều nhất trong năm của dân tộc người Khmer Nam Bộ. Và lễ hội Ốc Om Bóc có ý nghĩa gì, diễn ra vào thời gian nào và có hoạt động đặc sắc nào? Nếu bạn muốn biết thì hãy xem hết video này giới thiệu về lễ hội Ốc Om Bóc của blog Travel Việt sau đây nhé! Thời gian và địa điểm diễn ra lễ hội Ốc Om Bóc. Thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội Ốc Om Bóc của người Khmer Nam Bộ được diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Địa điểm diễn ra lễ hội. Lễ hội Ốc Om Bóc thường diễn ra tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, những nơi có đồng bào người dân tộc Khmer chủ yếu sinh sống. Theo truyền thống của người Khmer, thì đúng đêm ngày 15 tháng 10 trước khi mặt trời lên đỉnh, mọi người tập trung tại khuôn viên chùa, trong nhà hay là nhiều nhà cùng đến một nơi rộng rãi, không có bóng cây che khuất để làm lễ cúng mặt trăng. Ý nghĩa của lễ hội Ốc Om Bóc. Lễ hội Ốc Om Bóc còn được biết đến với tên gọi khác là lễ cúng trăng. Hay đút cúng dẹp, đối với người Khmer, mặt trăng được xem là một vị thần giúp đỡ họ trong việc điều chỉnh thời tiết, bảo vệ ruộng đồng, đem lại một mùa màng bội thu, mang đến sự ấm no, sung túc cho người dân. Vì thế, sau một vụ mùa, người Khmer sẽ tiến hành lễ cúng trăng nhằm thể hiện sự cảm ơn thành kính đối với vị thần mặt trăng mà đã phù hộ cho họ, cũng như cầu mong cho mùa vụ sau mưa thuận gió hòa. Và từ đó thì lễ hội Ốc Om Bóc đã ra đời. Trong ngày lễ này, hầu hết mọi nhà đều tham gia. Công tác chuẩn bị cho lễ hội Ốc Om Bóc. Từng món lễ vật trong đêm cúng trăng đều có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Bà con trong các Phum, Sóc, Khmer phải chuẩn bị cả tháng trước khi diễn ra lễ hội. Bên cạnh các lễ vật thì người dân Khmer còn cho dựng thêm cả một cổng bằng tre gọi là trúc và lá dừa với hai cây trụ được kết dính phần ngọn, tượng trưng cho vòng đài vũ trụ. Hai cây mía đứng hai bên trụ cổng tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ba cây nến đặt trên cây đà ngang nối liền hai cổng tượng trưng cho ba mùa trong năm, nắng, mát và mưa. Hai bên cổng người ta treo mỗi bên là 12 lá châu được cuộn tròn tượng trưng cho 12 con giáp và 12 tháng trong năm. Giữa cổng thì treo 7 quả cau được trẻ vỏ thành hình dạng như con ong bầu tượng trưng cho 7 ngày trong tuần. Trên bàn thì đặt 30 lá châu bên phải tượng trưng cho tháng đủ, còn bên trái đặt 29 lá châu tượng trưng cho tháng thiếu. Lễ vật chính chủ chốt không thể thiếu trong lễ hội Ốc Om Bóc chính là cúng dẹp. Ngoài ra còn có các nông sản khác như là khoai môn, khoai lang, khoai mì, dưa, chuối cùng một số bánh kẹo khác. Lễ hội Ốc Om Bóc diễn ra như thế nào? Ngày lễ chính của lễ hội Ốc Om Bóc là vào đêm 14 trăng tròn hoặc là 15 tháng 10 âm lịch. Người Khmer bắt đầu trải chiếu đốt đèn, đốt nhang, mời bà con dân làng cùng quay về với mặt trăng để làm lễ. Trước đây thì chủ lễ trong lễ hội Ốc Om Bóc thường là người cao tuổi ở trong Phum, Sóc. Nhưng mà nay, chủ lễ còn có các hòa thượng, đại đức cùng thực hiện nghi thức cúng vái, tụng niệm với thần mặt trăng. Trong lễ hội Ốc Om Bóc, sau khi cúng cảm ơn mặt trăng, những trẻ em trong làng sẽ được gọi rồi chắp tay lại chủ lễ, sau đó được đốt cúng dẹp cùng thức cúng khác mỗi thứ một ít. Các bé sẽ được vỗ nhẹ vào lưng vài lần, đồng thời hỏi những mong muốn của mình. Người Khmer tin rằng các ước muốn của trẻ em sẽ là niềm tin, động lực của người lớn. Họ xem đấy là lời báo kết quả họ sẽ đạt được vào năm tới. Có lẽ chính vì phần nghi thức này mà lễ hội Ốc Om Bóc còn có tên gọi khác là lễ hội đút cúng dẹp. Phần cuối của buổi lễ, họ sẽ mời bà con dùng những thức cúng. Các thanh niên, trai gái sẽ tham gia múa hát, vui chơi cho đến khi mặt trăng dần xuống. Các hoạt động nổi bật trong lễ hội Ốc Om Bóc. Lễ hội thả đèn nước. Trong khuôn khổ của lễ hội Ốc Om Bóc có lễ hội thả đèn nước, thường được tổ chức trong đêm cúng trăng. Tuy nhiên thì cũng có nơi tổ chức vào rằm tháng 9. Ý nghĩa chính của lễ hội thả đèn nước là tiên đưa các linh hồn về cõi âm. Ý nghĩa phụ thì nhằm thể hiện sự hối lỗi đối với thần nước và đất vì đã làm ô uế và đào xới suốt một năm qua, cũng như xin những điều may mắn cho vụ mùa mới. Trong lễ hội thả đèn nước thì người Khmer Nam Bộ thường thiết kế một chiếc kiệu với chất liệu cây tạp, sau đó đặt lúa gạo, mắm muối, thịt, trái rồi thả trôi theo dòng nước. Ngày nay thì những chiếc thuyền, kiệu được trang hoàng rực rỡ, nổi bật góp phần thêm phần sinh động cho lễ hội Ốc Om Bóc. Tục thả đèn gió. Trong lễ hội Ốc Om Bóc của người Khmer còn có tục thả đèn gió, có hai loại đèn, vuông và tròn, nhưng đèn tròn là phổ biến hơn. Đèn gió được cấu tạo những vật liệu tre, dây quyến, cả dây kẽm. Từ những nan tre chuốt nhẵn, người ta làm thành những vòng tròn.
có đường kính chừng 1 mét, sau đó liên kết những nan tròn ấy thành một khối trụ có chiều cao chừng 2 mét, sau đó dán kín bằng giấy quyến, trừ đáy đèn để chống và gắn vào đó là một ổ nhện được làm bằng kẽm lớn. Khi đốt đèn sẽ bay cao lên như đèn khổng minh của Trung Quốc. Trong đêm lễ hội ốc ấm bốc, hàng chục chiếc đèn bay lên cao. Người Khmer tin rằng những chiếc đèn đã mang đi tai ương, rủi ro bất chắc để phùng sóc lời y minh. Đùa ghe ngò, một sinh hoạt truyền thống khác không thể thiếu trong lễ hội ốc ấm bốc chính là lễ đùa ghe ngò, tiếng Khmer gọi là Pro Năng Tụ Úc Ngô. Lễ đùa ghe ngò diễn ra trên sông vào đúng ngày rằm tháng 10 âm lịch. Ghe ngò thường có từ 52 cho đến 54 chỗ ngồi cho người ngồi bơi và chỉ huy. Thân ghe ngò được sơn màu đen, hai bên sơn vệt màu trắng, vàng, đỏ với những hoa văn đặc trưng của người Khmer, hoặc là vảy rồng, rắn. Đầu ghe vẽ hình con thú, biểu tượng cho chiếc ghe ngò của chùa mình. Mỗi năm thì ghe ngò được đưa xuống nước một lần vào dịp lễ ốc ấm bốc. Vì vậy, người ta tổ chức lễ hạ thủy rất công phu. Ngoài lễ cúng, người Khmer còn tập trung, tập luyện rất là siêng năng. Ngày nay thì việc tổ chức ngày lễ ốc ấm bốc không chỉ đơn thuần là một ngày lễ lớn của người Khmer Nam Bộ, mà nó còn là ngày hội lớn của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu có dịp, bạn hãy thử một lần trải nghiệm cái không khí náo nhiệt của lễ hội ốc ấm bốc của người Khmer bạn nhé. Và đừng quên chia sẻ lại những kỷ niệm vui của mình trong phần bình luận dưới video này nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.